Người dân Hà Nội và cả nước chào đón đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Kể từ khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Đại La, đến nay đã tròn một thiên niên kỷ. Thăng Long Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, đang trên con đường trở thành một thành phố văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước. Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội được khai mạc trọng thể vào sáng ngày 1 tháng 10 năm 2010 trước tượng đài Lý Thái Tổ. Buổi lễ khai mạc đại lễ bắt đầu bằng nghi lễ thắp lửa thiêng do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thực hiện, chính thức mở màn cho 10 ngày đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Trong diễn văn khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn Tổ tiên trong cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước, cuộc rời đô từ Hoa Lư về Đại La đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của nước Đại Việt. Kể từ đó, lịch sử 1.000 năm Thăng Long Hà Nội không ngừng được bồi đắp bằng những chiến công hiển hách. Từ Bạch Đằng, Đông Bộ Đầu đến Ngọc Hồi Đống Đa, Điện Biên Phủ trên không, khát vọng vươn lên của Thăng Long Hà Nội còn được thể hiện ở chiều sâu văn hóa, tinh thần hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cuộc rời đô lịch sử từ vùng đất Hoa Lư, núi non trùng điệp về trung tâm châu thổ sông Hồng là bước trưởng thành vượt bậc của dân tộc Việt Nam, khẳng định ý chí xây nền độc lập, thống nhất quốc gia, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của nước Đại Việt. Lịch sử 1.000 năm Thăng Long Hà Nội không ngừng được bồi đắp bằng những kỳ tích oai hùng, trải qua biết bao biến cố thăng trầm, nước Đại Việt không ngừng lớn mạnh. Trong dịp đại lễ, khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã vinh dự được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đại lễ ngày hôm nay là minh chứng cho sự gắn bó của các bạn với quá khứ huy hoàng và xem đó như ngọn đuốc soi đường cho tương lai. Rất ít nước trên thế giới có thể gìn giữ những ký ức sống động về việc lập đô từ 1.000 năm trước mà không bị mai một theo thời gian. Tôi vô cùng ngưỡng mộ các bạn vì điều này. Việc Trung tâm Hoàng Thành được công nhận là di sản văn hóa thế giới là một vinh dự, đồng thời cũng mang đến một cam kết với tất cả các bạn. Kể từ ngày hôm nay, các bạn có trách nhiệm với nhân loại, quảng bá, bảo vệ và truyền lại di sản này cho các thế hệ tương lai, cho giới trẻ. Để rồi đến lượt họ, họ lại kể lại cho con cháu mình nghe về câu chuyện vua Lý Thái Tổ với bức tượng đài đang hiện diện trước mặt chúng ta. Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội còn là dịp biểu dương lực lượng, thể hiện sức mạnh to lớn của tinh thần đại đoàn kết vốn đã giúp dân tộc trường tồn qua hàng ngàn năm lịch sử. Sáng ngày 10 tháng 10, trên quảng trường Ba Đình đã diễn ra lễ meeting diễu binh diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Tham gia buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 4 vạn đồng bào chiến sĩ đại diện cho nhân dân thủ đô và cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài về dự. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Từ mốc son lịch sử đó,
đến thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, trải qua 1.000 năm với bao biến cố thăng trầm, Thăng Long Hà Nội vẫn tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang, xứng đáng là trái tim của cả nước, để hôm nay cả dân tộc trùng phùng, là nơi hội tụ và kết tinh những giá trị truyền thống của toàn dân tộc. Thăng Long Hà Nội nổi bật lên những phẩm chất đặc biệt: văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị. Chúng ta tôn vinh truyền thống văn hiến của thủ đô địa linh nhân kiệt, nơi lắng động hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, tỏa sáng lương tri và phẩm giá con người. Đội hình 10 chiếc máy bay trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và băng rôn 1.000 năm Thăng Long Hà Nội tiến vào bầu trời quảng trường Ba Đình. Các khối diễu binh diễu hành của các binh chủng Hải lục Không quân của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân của thành phố Hà Nội và các giới công nông trí thức và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đây là lễ diễu binh diễu hành lớn nhất từ trước đến nay. Màn biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ diễn viên khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc, tiếp thêm sức mạnh để đất nước bước tiếp những chặng đường mới. Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 2010, người Hà Nội cùng du khách trong và ngoài nước đắm mình trong không khí lễ hội. Đã có nhiều hoạt động khác nhau trong 10 ngày đại lễ như đêm Hồ Gươm lung linh và trình diễn áo dài truyền thống, biểu diễn các điệu múa cổ Thăng Long Hà Nội, biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ, biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế tại các sân khấu ngoài trời, chương trình lễ hội đường phố. Bên cạnh đó, còn có hoạt động trưng bày hiện vật lịch sử tại trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Năm 2010, Quốc hội khóa 12 đã diễn ra hai kỳ họp thứ 7 và thứ 8. Các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng. Những ý kiến tâm huyết từ những người đại biểu của nhân dân là một căn cứ quan trọng để Trung ương hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội 11 của Đảng. Tại các kỳ họp này, nhiều dự án luật quan trọng đã được Quốc hội thông qua năm 2010 như Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Những bộ luật này được thông qua góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về tài chính, ngân hàng, thúc đẩy thị trường chứng khoán và bảo hiểm đang có nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 12, với 37% số đại biểu tán thành đồng ý, 41% không đồng ý, Quốc hội đã không thông qua chủ trương xây dựng dự án đường sắt cao tốc trị giá 56 tỷ USD do chính phủ trình. Dự án đã gây tranh cãi trên cả diễn đàn Quốc hội và ngoài xã hội. Bên cạnh những ý kiến đồng ý thì còn nhiều ý kiến phản đối với lý do hiệu quả kinh tế của dự án thấp, số vốn quá lớn sẽ tạo gánh nặng nợ công cho đất nước. Việc các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu không tán thành chủ trương dự án thể hiện trách nhiệm trước nhân dân và vai trò của Quốc hội trước những vấn đề hệ trọng của đất nước. Việt Nam bước vào năm 2010 trong bối cảnh vẫn chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu. Sau 3 tháng đầu năm tương đối tích cực, đã xuất hiện những dấu hiệu mất ổn định của tình hình kinh tế vĩ mô. Chính phủ đã kịp thời ban hành các chính sách cùng các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể, trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 18 NQCP ngày 6 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô với những giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu,
cải thiện cán cân thanh toán, đảm bảo nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo ổn định an toàn hệ thống tài chính ngân hàng, tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Với những nỗ lực của chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, chúng ta đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, bất ổn. Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2010 tăng 6,78% so với năm 2009. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 230.000 tỷ đồng, tăng 4,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt xấp xỉ 800.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2009. Năm 2010, 16 trên 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Điểm sáng của kinh tế năm 2010 thuộc về lĩnh vực xuất khẩu với mức đạt trên 70 tỷ USD, vượt gần 10 tỷ USD so với chỉ tiêu ban đầu. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao. Năm 2010 đã có thêm hạt điều tham gia vào top ngành hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Sau khi dầu thô được ưu tiên cho chế biến trong nước, dệt may đã trở thành ngành xuất khẩu số 1 của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 11,21 tỷ USD, tăng 23,7% so với năm 2009. Năm 2010, các nhà tài trợ quốc tế tiếp tục tin tưởng vào triển vọng kinh tế Việt Nam khi tiếp tục tài trợ lượng vốn ODA lớn đến gần 8 tỷ USD. Con số này càng trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh các quốc gia, các tổ chức quốc tế cũng gặp khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thực hiện nghị quyết 26 NQTU của Trung ương về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, năm 2010, chính phủ đã ban hành quyết định 800 QĐ-TTg phê duyệt chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 với 19 tiêu chí và mục tiêu đến năm 2015. Sẽ có 20% số xã trên toàn quốc đạt tiêu chuẩn và đến năm 2020 sẽ có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2010, chương trình 135 đã được thực hiện lồng ghép trên địa bàn 50 tỉnh, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các xã, vùng sâu, vùng xa. Các tiêu chí nông thôn mới tập trung vào phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo và an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở cấp xã. Tuy nhiên, để xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cần chú ý nâng cao toàn diện và đồng bộ điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Trong cái 19 tiêu chí hiện nay là nói cái cấp huyện trở thành nông thôn mới là nói rất là hành chính. Cứ 70%, 80% xã là nông thôn mới, thì huyện tự khắc là lên nông thôn mới. Bây giờ tôi nghĩ lại tôi bảo không phải rồi. Có thể cả huyện, tất cả các xã lên nông thôn mới, nhưng mà cái huyện ấy chưa chắc đã được nông thôn mới. Cái huyện ấy phải là một cái huyện có kết cấu hạ tầng đồng bộ tốt. Cái huyện ấy hạ tầng cả về kỹ thuật, cả về kinh tế và cả về xã hội phải rất là văn minh. Năm 2010 đánh dấu những sự kiện quan trọng của nền kinh tế khi hai công trình trọng điểm quốc gia đã được đưa vào hoạt động. Đã tròn 5 năm kể từ ngày khởi công công trình, với sự cố gắng hết mình của hơn 10.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường Thủy điện Sơn La, điện đã bừng sáng trên núi rừng Tây Bắc. Từ ngày 17 tháng 12, tổ máy số 1 công trình Thủy điện Sơn La với tổng công suất thiết kế 2.400 MW bắt đầu phát điện lên lưới quốc gia, sớm 2 năm so với dự kiến. Cùng với phát điện tổ máy 1 đúng tiến độ, 5 tổ máy còn lại sẽ lần lượt hoàn thành, mỗi tổ máy sau 4 tháng. Khi toàn bộ 6 tổ máy đi vào vận hành sớm trước 2 năm so với mục tiêu Quốc hội đề ra, sẽ làm lợi cho đất nước khoảng 1 tỷ USD. Cùng với Thủy điện Sơn La,
nhà máy lọc dầu Dung Quất có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD với công suất thiết kế 6,5 triệu tấn sản phẩm năm, đáp ứng 1/3 nhu cầu trong nước cũng đã đi vào hoạt động. Đến hết tháng 12 năm 2010, nhà máy đã tiếp nhận khoảng 8,3 triệu tấn dầu thô, chế biến và cung cấp cho thị trường 7,2 triệu tấn sản phẩm các loại đạt chất lượng. Nhà máy vận hành đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm thiểu việc sử dụng ngoại tệ mạnh, tạo ra bộ mặt mới trong tiến trình phát triển khu vực miền Trung, đặc biệt tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2010 cũng là năm nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng được đưa vào sử dụng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh và nhà thầu Oba Iashi Nhật Bản đã tổ chức lễ hợp long hầm Thủ Thiêm. Sự thành công của quá trình lai dắt lắp đặt 4 đốt hầm thể hiện quyết tâm cao của các đơn vị tham gia xây dựng công trình. Việc thực hiện thành công những công trình phức tạp về công nghệ như hầm Thủ Thiêm góp phần nâng cao kinh nghiệm quản lý, trình độ công nghệ và phương pháp thi công hiện đại cho đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên gia kỹ thuật Việt Nam. Năm 2010 là năm có mưa lớn, lũ lụt chưa từng có trong hơn 100 năm qua. Lũ lụt dồn dập kéo dài trong các tháng 10 và tháng 11, tàn phá nhiều tỉnh miền Trung, gây thiệt hại lớn về người và của, làm 198 người chết, 35 người mất tích, gây thiệt hại về vật chất trên 13.500 tỷ đồng. Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại đến hoạt động sản xuất, mà còn làm cho đời sống người dân hết sức khó khăn. Trước tình hình đó, công tác an sinh xã hội đã được các ngành, các cấp và tổ chức đoàn thể đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp đỡ người dân khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống sau lũ. Cùng với đó, các cơ quan tổ chức đã chú trọng nâng cao hiệu quả các công trình hỗ trợ cho nông dân và hộ nghèo để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập. Với những cố gắng của cả hệ thống chính trị, đời sống người dân những vùng bị ảnh hưởng của thiên tai và những khu vực khó khăn được bảo đảm. Cùng với những kết quả về kinh tế, năm 2010 cũng là năm mà hình ảnh Việt Nam, vị thế Việt Nam ghi được nhiều dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN được đánh giá là dấu ấn nổi bật của năm 2010. Đặc biệt trong bối cảnh vai trò của khối ngày càng quan trọng và các nước thành viên hướng tới mục tiêu hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN, hội nghị cấp cao Đông Á và hơn 100 hội nghị và sự kiện chính trị quan trọng của ASEAN. Các đối tác của ASEAN đều nhiệt tình tham gia và họ đều rất mong đợi hội nghị thượng đỉnh lần này. Họ quan tâm tới các sáng kiến hợp tác cũng như các chương trình cụ thể, từ việc đẩy mạnh liên kết đến phát triển kinh tế và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên cũ và mới cũng như phát triển nguồn nhân lực. Tôi nghĩ các cuộc đối thoại tại hội nghị cấp cao 17 lần này là rất hữu ích với nhiều sáng kiến và ý tưởng được đưa ra. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai tích cực và chủ động, nổi bật nhất là đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch AIPA và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA lần thứ 31, tham dự có hiệu quả Hội nghị Tham vấn Nghị viện G20, đánh dấu bước trưởng thành của ngoại giao nghị viện Việt Nam. Về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong những năm gần đây cũng ngày càng được coi trọng, có nhiều hình thức mở rộng trên cả lĩnh vực song phương và đa phương. Ngoài những cái hoạt động chính thức còn có hoạt động ngoài hành lang để vận động các nghị sĩ, các nhóm nghị sĩ đều có những cái quan hệ với nhau cả. Có thể tiếp xúc với tất cả nhiều đối tượng, nhiều tầng lớp nhân dân ở các cái tầng, cho nên là cũng góp phần giới thiệu với bạn bè về hình ảnh của Việt Nam, về một quốc hội của chúng ta đang đổi mới, Việt Nam đang đổi mới. Cùng với các hoạt động ngoại giao, năm 2010, nhiều di sản của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh.
82 bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám được công nhận là di sản tư liệu thế giới. Hội gióng ở Phù Đồng và Sóc Sơn được công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Cao nguyên đá Đồng Văn được gia nhập mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đã được UNESCO trao bằng công nhận là di sản văn hóa thế giới. Với các đặc điểm nổi bật như chiều dài lịch sử, tính liên tục của di sản với tư cách là một trung tâm quyền lực và các tầng di tích, di vật đa dạng, phong phú, nơi đây liên tục trong hơn một thiên niên kỷ là nơi giao thoa của các giá trị nhân văn, nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc và kỹ thuật xây dựng độc đáo. Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội cũng là minh chứng về truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt ở châu thổ sông Hồng trong suốt lịch sử liên tục 13 thế kỷ và vẫn được tiếp nối cho đến ngày nay. Bên cạnh việc tổ chức thành công đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội khác, năm 2010, một nhiệm vụ rất quan trọng trong thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân là việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 3 năm 2010, Hội nghị Trung ương 12 khóa 10 họp tại Hà Nội. Trung ương đã xem xét dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011, trình Đại hội 11. Cương lĩnh xác định mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng xong về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh. Từ nay đến khoảng giữa thế kỷ 21, toàn đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại Hội nghị 13, Trung ương đã xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015, tổng kết việc thực hiện thí điểm, chủ trương không tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp quận, huyện, phường và kiến nghị chủ trương tiếp theo, thảo luận bước đầu về phương án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, trình Đại hội 11 cùng một số vấn đề quan trọng khác. Thực hiện nghị quyết của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2015 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 493 đại biểu đại diện cho gần 330.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã thông qua quyết định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng phát triển thủ đô giai đoạn 2010-2015 để Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật của cả nước, xứng đáng với truyền thống 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015 tiến hành từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2010, đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Đại hội đã thông qua những phương hướng nhiệm vụ giải pháp xây dựng phát triển thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là một trung tâm kinh tế lớn, là động lực phát triển của đất nước. Cùng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương cả nước cũng đã tổ chức Đại hội Đảng các cấp đề ra phương hướng phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Người dân kỳ vọng Đại hội Đảng sẽ đề ra đường lối đúng đắn phát triển kinh tế xã hội địa phương và bầu được Ban chấp hành khóa mới đủ phẩm chất và năng lực gánh vác trọng trách của Đảng và nhân dân giao phó. Theo chủ trương của Ban chấp hành Trung ương,
Bộ Chính trị đã gửi các dự thảo văn kiện Đại hội 11 của Đảng để thảo luận, góp ý tại Đại hội Đảng các cấp và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến toàn dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý. Đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ở các lứa tuổi, nghề nghiệp trên mọi miền của Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, gửi hàng vạn thư tài liệu góp ý đến Văn phòng Trung ương và các ban đảng, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước hoặc phản ảnh qua các báo, đài. Hầu hết các ý kiến góp ý đều rất thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm với đảng, với dân tộc, mong muốn đảng ta trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển nhanh, bền vững. Đây thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và dân chủ trong toàn xã hội. Ban chấp hành Trung ương đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến tâm huyết, xác đáng để hoàn chỉnh các dự thảo, để văn kiện Đại hội 11 của Đảng thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân. Đối với một số vấn đề khó, phức tạp, đã trao đổi thảo luận nhưng vẫn còn ý kiến khác nhau, Trung ương ghi nhận và sẽ tiếp tục nghiên cứu sau đại hội. Năm 2010 qua đi trong dư âm của đại lễ 1000 năm Thăng Long lịch sử và không khí sôi nổi của Đại hội Đảng các cấp trên cả nước. Những bài học rút ra từ việc tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước 2001-2010. Những ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cho các văn kiện sẽ là những căn cứ quan trọng để Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 đề ra phương hướng đưa đất nước bắt đầu một chặng đường mới, tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc.